Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm phong thủy đào tiên được làm từ chất liệu đá thạch anh khói chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Xin quay chi tiết để quý vị cùng xem nhé. Đào tiên cho phong thủy nên nó tượng trưng cho cái sự hoan hỷ tài lộc đến với gia chủ. Đặc biệt khi nó được điêu khắc trên đá thạch anh là một trong những cái dòng đá có nguồn năng lượng có thể nói tốt nhất trong các dòng đá phong thủy. Soi đèn quý vị cũng thấy này, độ thông đèn của đá này, chất đá trong có độ thông đèn tốt. Nó được tạc từ cái dòng tinh thể thạch anh khói quý vị nha. Chất đá rất trong. Mẫu này thì có chiều cao từ đỉnh này xuống dưới mặt đế dưới này là 18 cm, bề ngang điểm rộng nhất là điểm này. Đấy, giữa điểm lá này sang đến điểm lá bên này là 13 cm. Và tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 2,5 kg. Đấy, riêng đá không, một mình trái đào này nó nặng là 2 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1 triệu đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm được làm từ đá thạch anh khói nguyên khối chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện hàng bán không đúng theo cam kết, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Bên tôi khách hàng mua hàng thì có hai hình thức giao dịch. Một là chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.